xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của VNTV ngày hôm nay và sự trở lại của ông Đỗ Như Điện. Chào chú Điện. Chào cô Vân Anh, chào quý thính giả đang theo dõi chương trình ạ. Thưa quý vị và chú Điện, trong những ngày qua thì chúng ta nghe rất là nhiều tin tức nói về cái chữ gọi là sanctuary law. Và nơi trú ẩn an toàn. Nơi trú ẩn an toàn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nghe rất là nhiều là tiểu bang California đã chống đối lại luật về nhập cư của liên bang. Và vừa rồi thì liên bang đã kiện lại California. Thì thưa chú, California có quyền kiện liên bang và liên bang có quyền kiện lại. Chú có thể giải thích về vấn đề này. Trước nhất thì tôi trả lời ngắn trước cái thực tế trước rồi mình đi vào sau. Tiểu bang cũng có quyền kiện liên bang mà liên bang cũng có quyền kiện tiểu bang, nó có luật cả. Bây giờ tại sao nó xảy ra chuyện đó? Chúng ta phải trở lại câu chuyện xưa xa đã. Trước nhất, hiện tại quý vị thấy tiểu bang California là một tiểu bang đa số là dân chủ. Tức là cái số cử tri trong những năm gần đây đều bỏ phiếu cho đảng dân chủ. Vì vậy mà tất cả những gì của đảng Cộng Hòa đưa ra thì đảng Dân Chủ, tất nhiên là đảng đối lập, người ta chống đối, đó là chuyện bình thường. Trong quá khứ đó, chỉ có hai vị tổng thống đã là đảng Cộng Hòa và đã từ California, tức là tổng thống Ronald Reagan và tổng thống Richard Nixon. Hai vị tổng thống đó là Cộng Hòa và thắng cử, cũng thắng cử nhờ tiểu bang California. Thế thì bây giờ tiểu bang California cũng là một trong những tiểu bang có nhiều di dân nước ngoài, gần như đứng đầu thế giới, đứng đầu nước Mỹ về di dân nước ngoài. Khi Tổng thống Donald Trump lên thì ông ấy đưa ra cái chính sách thanh lọc di dân, tức là giới hạn và thanh lọc, để cho cái di dân đưa vào nước Mỹ không trở thành gánh nặng cho nước Mỹ. Bởi vì cái di dân bất hợp pháp ở nước Mỹ này, mà đặc biệt là từ Nam Mỹ đó, thì có vào khoảng hơn 12 triệu. Người ta nói là đó là con số phỏng định thôi, còn con số chính thức nó còn cao hơn nhiều, tức là 20 triệu hay 22 triệu. Thế thì bây giờ ở California này, người ta lý luận rằng là những người di dân ấy là những người đến để đóng góp cho nước Mỹ, do đó họ phải tìm cách bảo vệ những người đó. Họ lấy lý luận là nếu mà không có những người di dân đó thì hai cái ngành chủ yếu là ngành nông nghiệp và ngành xây dựng sẽ gặp khó khăn. Đấy, do đó người ta bảo vệ. Thế thì nó gặp cái trở ngại là vậy thì nó đụng độ với cái luật của liên bang, mà luật của liên bang là giới hạn và thanh lọc. Thì chúng ta phải trở lại trong quá khứ ngay gần thôi, tức là thời Tổng thống Obama. Thì trong những năm của Tổng thống Obama, ông đã trục xuất vào khoảng hơn 2 triệu người di dân bất hợp pháp. Đúng rồi ạ. Chứ không phải là, trong khi đến đời ông Trump thì ông cũng chưa làm nhiều như vậy, nhưng lại bị chống đối kịch liệt. Thời Obama không nghe nói gì tới là vâng. Thế thì do đó bây giờ cái việc mà tôi nói kiện, vì ở California kiện Tổng thống, kiện chính phủ liên bang là vì nói rằng vi phạm cái quyền tị nạn. Thế ngược lại ở liên bang thì kiện California là vì cái luật đó là luật của liên bang, tức là cái bộ, tức là bộ công an, bộ an ninh nội địa là phải đi bắt những người cư ngụ bất hợp pháp, đặc biệt là những người phạm pháp. Thế thì California lại mở ra những cái thành phố gọi là thành phố an toàn cho những người đó về ở, và ngăn chặn không có hợp tác với những người ở bộ nội an đi bắt những người cư ngụ cũng như là những vi phạm bất hợp pháp, là vì họ muốn giữ lại những người đó vì vấn đề nhân đạo. Đó là cái lý luận thôi, mình biết được. Thì đó là cái vấn vụ kiện. Nhưng mà finally, tôi nói đến cuối cùng, nếu mà hai bên không đồng thuận thì sẽ đưa lên tối cao pháp viện. Và tôi tin chắc 100% là tối cao pháp viện sẽ phán quyết cho vấn đề liên bang là đúng. Đó là như vậy. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta thấy là thống đốc Jenny Brown đã ký một cái luật mà chúng ta nghe nói nhắc lại rất là nhiều. Đó là sanctuary law. Chú có thể giải thích cái luật đó, này. Đó, cái là hồi nãy tôi đã nói đó.
cái đó là tạo ra cái điều kiện an toàn cho những người di dân đến cư ngụ. Nhưng mà cái luật đó thì các thành phố, các quận hạt họ có chấp thuận hay không thì họ lại có cái quyền của cái địa phương đó, họ họp lại và họ thấy rằng ê, cái này nó có conflict, nó có đụng độ với cái luật của liên bang không. Do đó rất nhiều thành phố đã họp và đã vote ngược lại. Đó là cái chuyện đang xảy ra ở California. Rồi bây giờ cách đây mấy tháng và nó có hai cái phong trào. Cái phong trào thứ nhất là đã như vậy đó thì California tách rời khỏi liên bang luôn, tức là trở thành một cái nước California độc lập. Thì có được không? Thì cái đó hiện tại bây giờ người ta vẫn đang làm. Rồi gần đây nó có một cái vận động thứ hai là vận động tiểu bang California thì đông quá. Do đó tại sao không chia làm ba tiểu bang? Một tiểu bang Bắc, một tiểu bang phía Nam, một tiểu bang phía giữa. Cái phía giữa nằm gần phía biển. Thế thì cái lý do này là tại sao? Cái thứ nhất là người ta muốn tách rời ra khỏi liên bang là vì người ta chống đối các cái đường lối của liên bang. Như cô hồi nãy nó dính tới vấn đề di dân và vẫn nhiều vấn đề khác nữa. Cái còn cái nhóm thứ hai bây giờ đang vận động để có thể đưa vào cái lá phiếu bầu cử sắp tới đây đó là chia tiểu bang làm ba. Thì đây nó tại sao biết không? Có hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất là những người mà gốc Mỹ thật sự da trắng đó thì họ nói rằng họ là những người làm ra tiền của, làm ra tất cả tài sản. Thế thì bây giờ họ chiếm cái, họ ở cái chỗ nào đó mà họ không phải chi trả những cái cho cái đám người di dân. Bởi vì từ thuốc men cho tới nhà thương cho tới trường học các thứ họ phải chi trả. Thì chia ra ba tiểu bang như vậy, những người mà có cái khuynh hướng nào thì họ ở cái tiểu bang đó. Những người nào ở phía Nam, đa số là phía những người Nam Mỹ thì sẽ ở phía Nam. Còn cái vùng mà sản xuất ra kinh tế ra nhiều như vùng giữa đó, có từ San Francisco trở xuống tới Silicon Valley thì sẽ là ở cái tiểu bang giàu có. Đại khái như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng những cái vận động này sẽ không đi tới đâu. Nhưng mà nó tạo ra một cái sự chia rẽ ở trong cộng đồng. Ngay người Việt chúng ta thôi. Cái vấn đề mà trục xuất những người di dân bất hợp pháp và phạm pháp. Thì chúng ta biết rằng cách đây năm ngoái, năm kia chứ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã qua Mỹ và đã có một cái thỏa thuận với chính phủ Mỹ là nhận lại những người Việt Nam phạm pháp. Đã. Bởi vì cái đường lối của ông Trump là rất là cứng rắn. Anh tới đây, anh chấp nhận tới đây nước Mỹ thì anh phải tôn trọng cái pháp luật ở đây. Yeah. Anh lôi thôi tôi trả anh về. Thì đã đồng gần cái đó. Thì hiện tại bây giờ cái con số mà sẵn sàng bị trục xuất đó là khoảng độ trên 8.000 người. Nhưng mà thưa quý vị, hiện tại trong số hơn 2 triệu người đang cư ngụ ở nước Mỹ này thì có 190.000 người Việt Nam. 190.000 người Việt Nam cư ngụ bất hợp pháp. Tức là đi du lịch ở lại luôn, rồi kết hôn giả ở lại luôn. Và rất nhiều con số đó khoảng 190.000 người. Mà sở di trú bây giờ họ chưa đụng tới cái đó. Bởi vì đó là những cái điều mà nó đang xảy ra. Và California là cái nơi mà an toàn cho di dân thì nó thu hút những cái thành phần đó. Wow. Đó là cái tình trạng chung của chúng ta. Do đó quý vị thấy rằng sẽ chờ trong những năm tháng, ngày tháng sắp tới có thể sẽ có những cái tin tức như vậy. Dạ vâng. Và trở lại với cái chữ là sanctuary law đó thưa quý vị, thì một số thành phố của California đã cùng đứng bên với phía liên bang là chống đối lại cái luật này, và trong đó cũng có thành phố Escondido. Dạ vâng. Phải không chú? Thế thì đó thì tôi thí dụ như họ kiện đó, là tiểu bang kiện liên bang là hai điểm, tức là vấn đề di dân. Thứ hai là xây tường, đó là không cho xây. Thế nhưng mà tiểu bang kiện liên bang. Kiện liên bang. Còn liên bang kiện tiểu bang đó là vi phạm luật di trú, vi phạm cái luật của toàn quốc như vậy. Do đó thì bây giờ tôi nghĩ rằng vấn đề California mà kiện liên bang sẽ không đi tới đâu đâu. Và cuối cùng thì nó sẽ phải giải quyết. Nhưng mà nếu mà cao lắm thì lên tối cao pháp viện thì họ cũng sẽ chấp thuận của cái liên bang chứ không chấp thuận của tiểu bang đâu. Cái sự tiên đoán của chú về cái vấn đề cưỡng bức những người di dân bất hợp pháp cũng như là phạm pháp trong những ngày tới như thế nào? Chắc chắn sẽ đi tới là vì đây là một cái việc mà nó được lòng người Mỹ.
được lòng đa số. Chúng ta là những người tị nạn thật, chúng ta là những người di dân. Nhưng mà bản thân tôi không chấp nhận những cái giàn dối. Tôi không chấp nhận. Bởi vì mình đã tới đây, mình đã tị nạn, mình sống đàng hoàng, thành một người công dân Hoa Kỳ, đàng hoàng, hợp tác, làm việc và sản xuất. Tất nhiên, ai cũng có thể có những cái sai lầm. Nếu mà mình sai lầm vì mình phạm pháp, cách nào đó thì có luật lệ. Ở nước Mỹ này họ rất là công bằng, không phải tự nhiên nhốt vào tù. Thì như vậy. Còn bây giờ, những cái tình trạng mà, thí dụ như tôi nói, như con số mà tôi đưa ra đó, nếu quý vị chịu khó tìm hiểu, research sẽ thấy rõ. Cái vấn đề là lợi dụng để mà gần đây thì họ, Tổng thống Donald Trump sẽ cắt luôn cái gọi là liên hệ gia đình. Thí dụ như mình bảo trợ em, bảo trợ... Đúng rồi. Rồi cứ như vậy, và nếu ông ấy chấp thuận cho Việt Nam thì ông cũng phải chấp thuận cho cả trăm quốc gia khác. Đúng. Vậy thì nước Mỹ sẽ không thể an toàn được. Và đặc biệt cái mà ông đưa ra là vấn đề an ninh cho nước Mỹ, vấn đề Hồi giáo. Do đó chúng ta đứng trước những cái rất khó khăn đối với cộng đồng Việt Nam, chúng ta phải có cái nhìn rất là công bằng. Công bằng. Dạ vâng. Thưa quý vị, và đó là chương trình thời sự bình luận của VNTV ngày hôm nay. Cảm ơn với quý ông thính Đỗ Như Điện. Cảm ơn. Xin kính chào. Hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong lần khác.